Chào các bạn, mình giới thiệu thêm các bạn củ sạc của thương hiệu Belkin ha, một thương hiệu đối tác chiến lược của Apple, thương hiệu đến từ Mỹ. Nó cũng dùng công nghệ sạc nhanh GaN hai cổng C. Đây là một sản phẩm chính hãng ủy quyền các bạn ha, có tem phụ tiếng Việt nè, và của Meco phân phối độc quyền. Meco nó bán củ này ở trong thế giới di động rất là nhiều các bạn ha. Các bạn có thể mua củ này online hoặc là ở thế giới động. Với sản phẩm chính hãng này thì sản phẩm thực tế nó như vậy ha, rất là cao cấp, đúng chuẩn cao cấp của Belkin ha, một đối tác chiến lược của Apple. Thì cái củ sạc này nó có hình dạng như như vậy nè ha, trắng mướt. Cái này mình chưa gỡ miếng nhựa ra các bạn, mình rỡ lột ra để cho nó đẹp hơn thôi ha. Đó, đó là chúng ta đi nhìn tổng thể cái củ sạc này ha. Designed in California, giống như cái chữ mà chúng ta thường thấy trên iPhone hoặc những cái cổng thiết bị á, những cái cáp cũ đồ của Apple chính hãng á, nó sẽ có cái câu này ha. Thì Belkin bán cho Apple nên chắc cũng làm y tương tự vậy. Đây là chữ nổi, nó dập in nổi luôn, rất là cao cấp. In nổi trên cái thân nhựa ha. Đây là những cái tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn ha, nó đạt rất là nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Intertech. Cái mã hàng nó rất là dài các bạn. Đây là tổng công suất nè, 68W total. Mình thấy củ này rất là ok luôn, cái mã hàng dài quá mình không đọc hai model ở dưới nè. Đặc biệt mình ấn tượng ở Belkin có hai điểm ha, hai điểm. Thứ nhất là về giá rất là đắt nhưng rất cao cấp và xài rất là bền, cho dù cũ hay là cáp hay là pin sạc dự phòng nó rất là bền. Người mua lầm với người bán mới lầm đấy các bạn ha. Nếu mà bạn mua được sản phẩm Belkin chính hãng là dùng chán là dục đó, chứ nó không hỏng nhiều, không hỏng vặt như là những thương hiệu khác. Đối với mình thì bán Belkin chưa bị sản phẩm lỗi trong 3 năm ha, đó là cái lời khẳng định của người bán nha. Cũng có thể là mình bán Belkin ít hơn nên cái tỷ lệ bảo hành nó bằng không, nhưng bán ít là ít hơn so với cái sản phẩm khác thôi bạn ha, chứ mình bán Belkin khá là nhiều, ít là ít cho so với những sản phẩm khác mình bán á. Ok, với một củ sạc đẹp tuyệt vời như vậy á thì nó có gì đặc biệt? Đối với mình đặc biệt ở chỗ á là nó chia điện cũng khá là thông minh và gần như không có sự gián đoạn khi chúng ta cắm một cổng, hoặc là chúng ta cắm thêm cổng khác, hoặc là chúng ta rút cổng khác ra thì nó chia điện gần như là ngay tức thì, nó không có dội dạng mà chớp chớp như mà cái của BAB3, BAB4 Oki okay mà mình đã review trong mấy clip trước á. Để bạn mình sẽ chứng minh trải nghiệm bằng cái test cho bạn xem ha. Về công suất á, cái cổng C ở trên nó để C 18 nè, nó cố định 18W. Còn cổng C2 ở dưới nè để 50 đến 60, nghĩa là sao? Khi chúng ta sử dụng một cổng á, chúng ta cắm một cổng á thì cổng C này nó đạt maximum là 60W. Còn khi chúng ta sử dụng hai cổng á, do cổng này cố định là 18, cái cổng này nó xuống còn 50 như ở đây chúng ta thấy ha. Thì tổng công suất của nó khi sạc hai thiết bị cùng một lúc á là 50 cộng 18 là 68W. Thì chúng ta sẽ sạc nhanh được hai thiết bị cùng một lúc, một cái MacBook Pro 13 inch với công suất 50W khi sạc hai cổng á, và một cái iPhone 8 đến iPhone 12 Pro Max với công suất maximum 18W, 50, 18, 60, 60 hay dùng một cổng. Ok, bây giờ mình sẽ test nó bạn ha. Trắng rất là đẹp, đồ hoàn thiện nó rất là cao cấp luôn ha. Những cái bạn mà chưa sử dụng Belkin thì cũng nên mua một sản phẩm Belkin bất kỳ cũ hay cáp gì đó, thì chúng ta sẽ cảm nhận được sự khác biệt độ bền của nó so với những thương hiệu khác ha. Ok, thì mình sẽ test thử coi củ sạc của nó dùng cái công nghệ sạc nhanh gì. Đây là mình test cái cổng C2, cổng 50 60, cái cổng mà để chỉ 50W đến 60W á. PD 3.0
20V 3A các bạn ha, nó sẽ thể hiện tất cả các dòng nè, từ 5V đến 20V. 3A là khi chúng ta sử dụng một cổng 60W á. Thì bây giờ mình sẽ test thử với cái cổng C 60W khi sử dụng một cổng ha. Khi sử dụng một cổng này thì chúng ta sẽ sạc đầy đủ 60W cho MacBook Pro 13 inch. Do nó dùng công nghệ sạc nhanh PD 3.0 cho nên nó tương thích với những thiết bị huyết chạc AFC ha, nhưng chỉ tương thích sạc 18W maximum cho những cái thiết bị dùng công nghệ BBS như Note 10 cộng, Note 20 Ultra, S10, S20, S21 ha, thì nó chỉ sạc maximum sạc nhanh là QC 18W thôi. Nên các bạn sử dụng Samsung thì các bạn cân nhắc khi mua cũ này ha, còn dùng mấy cái laptop khác hoặc là dùng cái những thiết bị sử dụng công nghệ PD á thì chúng ta mua nó vô tư rất là ngon, 60W maximum luôn ha. Ok, như chúng ta cũng đã biết á, thì khi mà mình cắm thêm một thiết bị khác vào cái cổng 2 để nó chia điện, đối với những thiết bị khác thương hiệu khác á, nó chớp cái này hoặc là mình phải rút ra mình cắm lại lần thứ hai thì nó mới ổn định. Còn riêng với Belkin cắm vào là cái này nó xuống 50 ngay và nó sẽ không có chớp, không có gì hết, nghĩa là nó chia điện rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ thử bằng cái cáp Citrulenin MC Dodo có màn hình LED ha, các bạn để ý nha. Mình sẽ sạc và bạn để ý cái quá chỗ này nè, nó xuống ngay và nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Mình ở trong cái video mà mình test của Oki BA-B3 với Oki BA-B4 á, là nhiều khi phải rút ra cắm lại lần nữa. Còn này mình sẽ, bạn lại để ý 60W này nha, mình sẽ cắm vào đây và nó chia ngay, chứ nó không có chớp hoặc là tháo ra cắm lại khi mà chia điện, khi chúng ta cắm nhiều thiết bị ha. Khi chúng ta cắm thêm một cáp nữa đó ha, khi chúng ta cắm thêm một cáp nữa, cái củ sạc này chia điện là thông minh ha, cắm mà không sạc nó vẫn là 60W ha. Còn những thiết bị khác á, chúng ta cắm mà không sạc nó cũng đang hiểu là đang sạc hai thiết bị, chứ nó không hiểu là đang sạc một thiết bị ha. Còn với Belkin thì chúng ta cắm thêm một cáp nữa thì mà chúng ta không sạc vô thiết bị thứ hai, nó vẫn hiểu là đang sạc một thiết bị, rất là thông minh ha. Bây giờ mình sẽ cắm vào. Ở đây bạn thấy chớp nha, nhưng mà thực tế nó không có chớp, do trên cái độ trễ khi chúng ta xem qua video á, các bạn thấy hay nhảy loạn xạ, nhưng mà thực tế ở ngoài mình xem bằng mắt thì nó không có nhảy ha. Bây giờ mình sẽ cắm vào, bạn xem này, nó xuống và nó sẽ không có bị phải tháo dây ra chia lại như là thằng Oki BA-B4, BA-B3 hoặc là những cái củ sạc khác mà mình đã từng review. Đây, các bạn thấy nó còn 50 ngay ha, không có cần tháo cáp ra, không có cắm sạc lại gì, quất cái 50 liền xuống 50. Và ở đây chúng ta đang được 18W, là đủ 68W total công suất. Khi các bạn sử dụng một thương hiệu cao cấp chất lượng thì bạn sẽ thấy được trải nghiệm rõ ràng nhất là về cách chia điện đi ha. Cắm một cổng thì nó 60, cắm hai cổng thì nó tự chia rất là nhanh luôn, sẽ không có cần phải tháo ra cắm lại rất là phức tạp giống như mấy cụ kia. Hoặc mấy cụ kia mà chúng ta phải chờ một vài giây hoặc là 5 giây luôn để cho nó ổn định cái phân chia điện. Còn ở ngay thế này là chúng ta quất thẳng vào luôn là tự chia rất là nhanh. Đây là đúng công suất 68W, 50, 18 như là hãng công bố maximum luôn, không có bị khuyết quát nào hết. Còn bây giờ chúng ta để ý đây 50 ha, mình sẽ xin phép đây 50 nha, mình sẽ xin phép tháo cái cáp này ra để nó tự chia lại 60W, nó nâng lên, vì lúc đó khi tháo ra nó tự hiểu là còn một thiết bị mà thôi. Đó đã 60W rồi các bạn, tại do màn hình nó sáng á, chứ ở ngoài nó không có nhảy chưa đó nha. Đây là các bạn đang thấy qua cái video, còn ở ngoài nó đang là 60 rõ ràng và không có nhảy. Qua khi quay video á, cái độ trễ của mắt chúng ta sẽ khác với khi chúng ta xem trực tiếp. Bây giờ nhìn qua video nó ổn định này nè, nhưng mà hồi nãy tới giờ nó vẫn ổn định khi mà mình nhìn bên ngoài nha, chứ không phải nhìn qua màn hình. Đó. Còn bây giờ mình sẽ để đây ha, mình sẽ để đứng gì đi để cho bạn dễ thấy, và mình sẽ cắm, tại do mình có ít tay quá nên mình cắm vào nha, mình cắm vào bạn sẽ thấy nó tự điều chuyển đến
đến 50W rất là nhanh, chứ không cần phải đó, đây 18 rồi nè ha. Các bạn thấy không, nó chuyển thành 50W rất là nhanh, gần như không có độ trễ nhiều. Còn mấy thiết bị khác nhiều khi bạn phải tháo ra và cắm lại lần nữa, lần thứ hai nó mới chia điện hoàn chỉnh cho hai thiết bị ha. Đây đang sạc bạn ha, 18 50, mình để xa xa nó bị độ trễ không đó. Để xa ra các bạn thấy nó không có chớp chớp nha, chứ để gần thì thấy nó chớp chớp là bạn xem qua video thôi ha, chứ mình nhìn ở ngoài nó vẫn 50 rất là rõ ràng, chứ không có chớp chớp. Ok, đó là mình đã review xong cái củ Belkin. Với củ Belkin này chúng ta có thể sạc cho một cái MacBook Pro 13 inch với công suất 50W và một cái iPhone 12 với công suất 18W khi sạc hai thiết bị cùng lúc. Còn khi sạc một thiết bị cùng lúc, nó sẽ sạc đầy đủ full 60W cho MacBook Pro. Đây mình test MacBook Retina 12.9W maximum mà. Ok, đó là mình đã test xong. Với những ai mà mua một sản phẩm muốn nó chất lượng đẳng cấp, muốn đẹp thì nên chọn Belkin ha. Thì Belkin này mình đã chia sẻ rồi, nó chỉ có hai vấn đề thôi. Một là giá rất là cao ha. Thứ hai á là cái mẫu của nó ra khá là lâu, nó khá là hiếm. Hiện giờ mình thấy cũ này là công suất nó là thuộc dạng cao rồi đó. Chứ bình thường cứ 32, 30, 18, 25 đó. Cũ này hiện giờ tại Việt Nam phân phối chính hãng thì nó là cũ sạc có công suất cao nhất. Mình không nói hàng nhập nha, tại vì mình đang review một cũ sạc chính hãng. Nè, bạn thấy 50-60 ha. Ok, hy vọng là các bạn có thêm một cái sự lựa chọn nữa về việc mua cũ sạc để sạc cho hai thiết bị iOS của mình ha, Apple hoặc là những cái laptop như ThinkPad, Acer này đó. Nếu mà 60W trở xuống thì sự lựa chọn Belkin là một sự lựa chọn thông minh ha. Nó chia điện cực kỳ thông minh và cực kỳ nhanh, không có độ trễ nhiều khi chúng ta sạc cắm hai thiết bị cùng một lúc. Nó dùng công nghệ GaN, cầm như này khi sạc hai thiết bị cùng lúc mình cầm thấy khá ấm. Nhưng bạn quan tâm, các bạn quan tâm đến nhiệt thì phải có máy đo mới được. Còn hiện tại thì cái mình cầm mình thấy ấm, việc ấm là bình thường. Khi chúng ta sạc nhiều thiết bị cùng lúc thì việc nó ấm là bình thường, rất là cao cấp luôn, in nổi, designed in California. Ok, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp ha.